chào mừng các bạn đã trở lại với Long Việt Bất Động Sản. Hôm nay chúng tôi có một mảnh đất diện tích 100m², mặt tiền 5m, chiều dài 20m, tại vị trí dãy 6, tổ 18 phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp. Các bạn đi đến vị trí cổng trung tâm thể thao thành phố Tam Điệp. Trên màn hình các bạn đây. Các bạn đi xuống dãy 6 và rẽ phải. Mảnh đất chúng tôi đang giới thiệu với các bạn là ngay giáp với căn nhà đầu ve. Căn nhà này các bạn nhìn. Ngay giáp căn nhà đầu ve này là mảnh đất diện tích 5x20 thuộc dãy 6 các bạn nhìn. Cái lần hướng bắc. Vị trí này nằm ngay chỗ ngã tư đối giữa dãy 6 và dãy 7. Đường cổng trung tâm thể thao chạy xuống dãy 16 thì mảnh đất của chúng tôi là thuộc dãy 6. Các bạn nhìn xung quanh khá là thoáng, đường rộng. Giới thiệu với các bạn đây chính là cái mảnh đất này. Giáp với căn nhà số 2 các bạn nhé. Giáp với căn nhà 3 tầng số 2. Chúng tôi đang đứng đây là vị trí ngã tư và dãy 6 đối diện với căn nhà của thầy giáo Dân. Căn nhà của thầy giáo Dân rất là đẹp. Mảnh đất của chúng tôi giới thiệu với các bạn là đối diện luôn. Và đối diện gia đình nhà Cao Dân. Thầy Cao Dân nổi tiếng đất Tam Điệp về các môn thể thao. Bơi lội, đặc biệt là môn bơi lội. Thầy đã dẫn rất nhiều các em học sinh ở các lớp, đạt rất nhiều huy chương ở các hội thi thể dục thể thao. Và mảnh đất này là đối diện nhà thầy và thuộc ngõ 6 đường Lý Thường Kiệt. Các bạn mua mảnh đất này là sẽ về làm hàng xóm của thầy Dân, một thầy giáo rất là vui tính. Có lẽ là thầy Dân cũng là bạn bè của Long Việt và Tuân Sport, cho nên là giới thiệu thêm một chút về thầy Dân, thầy Cao Dân. Vâng, đến với mảnh đất này là các bạn sẽ đối mặt với nhà thầy Dân. Hàng ngày nhìn thấy thầy cô, đây cô đang quét sân đây. Biết làm sao được, đã lên clip rồi biết sao được. Tại trước mảnh đất này là đang có một cây đu đủ ra khá là nhiều quả. Đu đủ biểu hiện cho sự đủ, nó đủ. Đủ đầy. Và mảnh đất này thì chúng tôi đang chào bán với giá là 1 tỷ 120 triệu. Có tư lượng cho cô bác anh chị quan tâm. Xin liên hệ với Long Việt Bất Động Sản. Số điện thoại của tôi là 085-928-7777. Số anh Tuân Sobot là 0964-30-888. Hiện nay khu vực này thì là gần như là dân cư đã kín hết rồi. Cách đây 3-4 năm thôi thì còn khá là thưa thớt, nhưng mà cái mật độ xây dựng cũng như là dân cư về đây rất là nhanh, phát triển rất là nhanh. Đặc biệt là đối diện khu trung tâm thể thao thành phố Tam Điệp. Vị trí các bạn đang nhìn màn hình kia là chạy thẳng lên phía vòng xoay và cũng như là sau nhà điều hành Đồng Dao. Phía bên phải mảnh đất mà các bạn đang nhìn đây là đi thẳng về phía trường cấp 3 Nguyễn Huệ. Phía bên tay trái này là như tôi vừa giới thiệu là chạy thẳng lên phía ngay sau nhà điều hành Đồng Dao, tức là khu quảng trường trung tâm thành phố. Bên phải căn nhà, bên phải mảnh đất chính là cái căn nhà số 06. Và khu vực xung quanh này thì cây cối các gia đình trồng trước cửa sân nhà rất là mát, rất là thoáng, cảm giác khá là dễ chịu. Đây, thực tế hiện tại trên đất đang như thế này các bạn nhé. Mặt tiền 5m và chiều dài là 20m. Hiện nay là bác chủ nhà bên cạnh đang để một số những cái cảnh, rồi là trồng một số loại cây rau thơm thôi.
các bạn nhìn thấy là bên giáp với cái mảnh đất mà chúng tôi đang chào ấy, là xung quanh bà con này đang tranh thủ chưa xây dựng nhà cửa thì là trồng rau. Nói chung nguyên là rau như thế này đã không cần phải đi mua rồi. Đất ở đây khá là tốt, tuyệt vời. Các bạn mua mảnh đất này thì về đây làm dân cư cùng với khu vực này thì thứ nhất là an ninh rất là tốt. Đường xá rộng, bà con chiều đến mà đi bộ hoặc là các cháu vui chơi thì rất là thoải mái. Quý cô bác, anh chị quan tâm đến mảnh đất này thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được sở hữu. Chúng tôi sẽ giúp các bạn làm những cái thủ tục pháp lý để chuyển quyền sang nhượng. Nói chung là đến với mảnh đất này thì chúng tôi sẽ cam kết đảm bảo cho các bạn về tính pháp lý đầy đủ, chuyển nhượng tại địa chính của phường Bắc Sơn. Đất này là thuộc tổ 18 phường Bắc Sơn, nhưng hiện tại là bìa là chúng tôi là mua khá là lâu rồi, cho nên là trên bìa vẫn còn đang thuộc về tổ 9. Cho nên là cái để mà đổi sang cái vị trí thì chỉ cần xác nhận lại thêm một cái biên bản nữa là chuyển sang tổ 18 là đã đủ pháp lý để chuyển quyền sở hữu cho các bạn rồi. Xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi video clip của chúng tôi. Và cũng không quên, rất mong được quý cô bác anh chị hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách là like, share và đăng ký để lấy động lực cho chúng tôi ra tiếp những video tiếp theo về bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và tạm biệt.